ngày 20 tháng 8, hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo kết quả khả quan trong thử nghiệm thuốc phòng ngừa và điều trị bệnh COVID-19 của hãng này. Theo AstraZeneca, thuốc AZD7442 được bào chế kết hợp từ hai kháng thể, ban đầu được phát triển để điều trị cho những người mắc COVID-19. Nhưng kết quả thử nghiệm mới đối với 5.197 người không mắc COVID-19 cho thấy thuốc đã giúp giảm 77% nguy cơ phát triển bệnh có triệu chứng và không có trường hợp nào nghiêm trọng. Theo chuyên gia Maron Levin, một liều thuốc AZD7442 có thể ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả các triệu chứng của bệnh. Với kết quả thử nghiệm trên, AZD7442 có thể là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19. Thuốc AZD7442 được kỳ vọng có thể sử dụng song song với vaccine ngừa COVID-19 cho những người cần được bảo vệ nhiều hơn, với thời gian bảo vệ lên đến 12 tháng. Tham gia thử nghiệm trên là những người trưởng thành không dung nạp vaccine hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Chính phủ Mỹ đã tài trợ cho chương trình phát triển thuốc AZD7442 và đã đạt thỏa thuận sẽ nhận được 700.000 liều thuốc này. Dự kiến, AstraZeneca sẽ gửi dữ liệu cho các cơ quan y tế để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp hoặc phê duyệt có điều kiện loại thuốc này.